Hey, what's up? Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel mình. Thì clip ngày hôm nay là một clip rất là đặc biệt luôn. Nói chung là trời, thời tiết dạo này chỗ mình nó rất là nắng nóng luôn. Mà mình kêu dọn cái hồ ở trên đây thì sẵn là mình làm clip làm hồ bơi trên nóc nhà cho các bạn xem luôn nha các bạn ơi. Thì hôm nay thì có góp mặt của Huy Trẻ Châu nữa. Thì các bạn biết Huy Trẻ Châu là ai rồi? Một trong những thanh niên one shot tại Việt Nam. Già nhất ở xóm mình thôi. Đó, còn ngoài kia mình không biết. Còn đây các bạn biết ai không? Đây là Phú Trẻ Châu, một trong những top thanh niên ngu nhất thế giới, one shot. Ok, nãy giờ mình nói giỡn thôi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm clip cho các bạn xem luôn nha. Đây, mẹ cái con gì đây? Đây ok các bạn ơi, thì Phú này bắt được cái con này nè các bạn ơi. Các bạn biết con này là con gì không? Con ỉn ương. Con ỉn ương á. Ok, thì bây giờ thì các bạn thấy không? Thì nói chung là cái khu chỗ này thì nó khá là rộng rãi để bọn mình có thể là thực hiện là hồ bơi trên nóc nhà nha các bạn ơi. Ôi cái thằng này trời ơi, nó tạt cái khe điện thoại của mình luôn rồi. Đây ok, thì nói chung là hai đứa làm cho nó vui nhau đó nữa. Ngáo rồi nữa. Cái này khiêng này với tao đổ. Hai đứa khiêng thôi. Ơi ném ra bên ngoài luôn. Cho cậu hỏi cái, theo con biết tạt nước ra bên ngoài không? Dạ biết. Con biết tạt nước sao con tạt luôn cái ca con dục ra bên ngoài kia là gì thôi. Ai biết ai tạt đó chứ. Trời ơi. Đây ok, bây giờ mình sẽ, các bạn thấy cái khuôn viên là cái hồ nó sẽ từ đây đến đây nha. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình làm nha. Thì trời nó cũng khá là âm u rồi. Nên mình sẽ cố gắng mà mình làm tranh thủ sớm để thực hiện clip này cho các bạn xem nha. Ok, các bạn hãy chờ đón xem clip của mình nha. Sao vậy con? Sao vậy Huy? Con có làm gì đâu. Sao tạt luôn? Cái này là sao tạt con người đó vậy? Ừ đó nữa theo. Mẹ chờ dài. Dậy gì mà dậy? Dậy gì mà dậy? Trời, làm phàn đi. Ok, hai thanh niên làm rất là chăm chỉ luôn. Đó, một thanh niên là hốt cái tạt lẫn nhau nha các bạn ơi. Đây. Làm gì đây? Thu quá. Thì sau một thời gian thì hai thanh niên ướt đẫm mức xìa. Như nè, nó tạt mình nè. Như nè, nó tạt mình nè. Trời ơi, sao? Muốn tắm chưa? Muốn. Ôi trời ơi, không cho tắm. Thôi đi xuống. Đi, đi. Vậy? Tắm gì nữa? Vậy? Tắm mới thấy người rồi. Ờ gì? Cái này nước dơ, giờ phải tắm nước sạch. Thôi giờ mình đi xuống, mình không tắm nữa nha. Ok. Hả? Ok. Ok, bây giờ mình sẽ bật nước cho lên tắm luôn nha. Ok. Yeah. Tắm rồi các em ơi, nói chung là đợi nước lên nữa thôi là auto luôn nha. Auto W. Ui. Đợi nước nó lên nữa nha các bạn ơi. Thì ok các bạn ơi, thì đây. Nói chung là bọn mình cũng làm xong cái hồ rồi nha. Ok, để xíu nữa là nước đầy tí rồi mình bắt đầu mình xuống tắm nha. Quá à. Thì ok các bạn ơi, thì nước lên rồi. Thanh niên kêu giờ lạnh nữa không? Trời ơi. Nằm xuống, nước nó ấm lắm. Ngồi xuống cho nó đỡ gió. Đó. Rồi, nước lên rồi, đợi tí nữa là được tắm được. Ui, thanh niên còn đi hít đất nghe. Trời ơi, xe chưa? Xe nha, trời ơi, bước mình mượt liền. Ok, bây giờ xíu nữa mình xuống mình tắm cho các bạn xem nha. Huy làm gì rồi? Huy. Trời. Huy giống tắm tiền vậy rồi. Phú làm gì vậy Phú? Giống tắm tiền vậy Phú? Trời ơi. Người ốm nhách không nhôm à. Đây, đây là Huy Trẻ Châu. Ok các bạn ơi, thì Phú Trẻ Châu đây nha các bạn. Sao thanh niên lạnh lắm các bạn. Mình kêu là từ từ tắm rồi thanh niên lạnh luôn rồi luôn. Ok đây là Huy nó bị khùng rồi. Ok bây giờ mình sẽ mình xuống tắm nha các bạn ơi. Thì bây giờ tới lượt mình nha. Mấy thanh niên này yếu lắm á. Nha. Được hả nha. Chết rồi. Wow. Wow. Đây là anh em của Phú Trẻ Châu. Wow. Đây là Phú Trẻ Châu. Và rất là lạnh. Phú rất là lạnh luôn rồi. Ok, đây là Phú Trẻ Châu, đây Huy Trẻ Châu. Lạnh quá các bạn ơi. Thanh niên đòi tắm cho nhiều vô. Ui trời ơi.
Nói chung là tắm ở đây nó trời nó cũng khắp mưa rồi này các bạn, nên lỡ rồi thì làm luôn clip cho các bạn xem. Ui, tắm luôn con. Gió lạnh luôn. Cái đi thở, cái đi luôn. Trời ơi. Ui. Ok các bạn, đây là Phú che trong. Đang ngồi phục góc. Đây là Huy này. Ôi, lạnh thật sự luôn á. Ok. Ôi. Lạnh quá đi. Trời ơi. Ui, mình đứng đây giống như đứng ở biển luôn nha các bạn ơi. Lạnh thật sự luôn. Ui, gì. Đây, Sammy Huy mập địch đây. Sao Huy? Lạnh không? Không. Xạo. Lạnh như gì mà không lạnh. Đây là Huy nha. Còn đây là Phú này. Anh Phú đang ngồi rất là lạnh rồi. Láo này. Láo này. Ui ui. Hang này thì không à. Láo này. Ui. Đè được cái chứ. Thời tiết các bạn thấy không? Ui, nó rất là lạnh luôn nha. Trời ơi, tay mình cũng ăn run nè. Trời ơi, mấy đứa nhỏ thấy trâu thiệt luôn chứ. Uuuu, mát ghê luôn đó. Mát thiệt. Mát lạnh luôn. Lạnh xỉa. Phú lấy ca chơi luôn. Phú lấy ca chơi. Tình niên. Ui chú. Đúng rồi, sạc luôn. Đúng rồi, sạc. Trời ơi, nó phá nước nhà tôi. Trời ơi. Làm cái gì ơi. Huy ơi, làm gì Huy. Đây, rẻ không. Trời ơi, nó rất là lạnh luôn nha các bạn ơi. Ui. Trời ơi.